hai đứa nó về sống với nhau, hai con ấy nó về sống với nhau thì nó muộn con. Thì đôi khi thì mẹ chồng cứ bảo với con ơi, bây giờ thì đi cắt thuốc nam thuốc bắc để điều tiết để có bầu. Nhưng trong lòng mẹ thì rất buồn, xong mẹ bảo là xong lại động viên con là bây giờ thôi có con là số trời định, có phúc thì có phần. Nên là hai con vui vẻ lắm, sang năm thứ bảy là cháu nó có bầu. Năm tháng mà em chưa có con thì có bị áp lực nhiều không? Dạ nhiều. Chỉ có áp lực xã hội thì cũng người quê thì cứ nói trời ơi, cưới 7 năm rồi mà chưa thấy sanh con hay bị làm sao hay như thế nào. Có bao giờ nằm đêm mà khóc vì cái điều đó? Ôi nhiều lắm ạ. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Lâu lâu bảo chứ, chồng ơi, thôi hai anh đi lấy vợ khác đi. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu á, thì chúng ta nhớ điều gì và ấn tượng điều gì với cô con gái này? Ngày đầu tiên thì nhà tôi có thằng con trai cũng đến tuổi thanh niên rồi. Thì bà con sao chả thấy đi tình yêu tình báo gì cả. Thì bà chứ giờ tìm ở đâu được mẹ. Bà chứ thôi để cho mẹ đi tìm vợ cho. Nên bảo chứ nhà cái bác đấy là chị em thì cùng quê hương. Nên là muốn là nhà bác là có con dâu xinh xắn lắm mà nhanh nhẹn dễ thương. Vậy ông bảo vậy thôi hôm nào con chở mẹ đi. Thì thế là hai mẹ con đi, hôm đấy hai bác ấy đi câu chuyện. Không có nhà, mỗi con bé này ở nhà. Vậy xong là hai đứa thì lúc giờ nó nhìn nhau nó xấu hổ lắm, nó chả dám nói gì cả. Một lúc cái là hai mẹ con ra về, thì đi trên đường thì con trai tôi nó bảo là mẹ ơi con bé Huệ này nó gầy lắm. Bà cứ yên tí, nó về nhà mình mẹ chăm nó sẽ béo mập lên, nó rất xinh. Đó, vậy xong bắt đầu là một thời gian là anh ta là xuống tìm hiểu. Hai cháu tìm hiểu. Thế năm là tôi cũng đi xem coi bói. Thầy thì bảo là không hợp. Bác kia thì bảo là hợp. Vậy là thế là bà chị trong lòng bụng bảo dạ buồn quá. Bà chị ơi em với chị hợp nhau quá mà là cùng quê hương. Thì muốn hai con lấy nhau đó. Thì châu tan cỏ đồng ta. Bây giờ tôi bản ông xã tôi rồi. Ông xã ông bảo là ý là anh xui đó. Là bây giờ thôi bây giờ hai con yêu nhau rồi lấy nhau số trời đã định. Thì gấp sách cho hai đứa lấy nhau. Thế là một tháng sau là chọn ngày lành tháng tốt là cưới cho các con. Cái ông thầy bói nào mà coi không hợp đó thì coi lại ổng coi có hợp ngày hay không. Còn không biết với chị thì lần gặp đầu tiên mẹ chồng có để lại ấn tượng với chị không? Em thì lần đầu tiên thì mẹ lên em cũng không biết là đấy là mẹ chồng của em à. Lúc đấy thấy mẹ trẻ lắm. Lúc đấy mới có 41 tuổi à. Tóc thì dài mà trẻ măng à. Giờ cũng trẻ vậy. Dạ giờ trẻ hơn con đấy. Rồi về làm dâu thì nó có làm đúng cái chức năng làm dâu không? Nói chung không? Là làm dâu thì cháu lúc bây giờ nó vẻ nó yếu, nó gầy lắm. Gầy quá hả? Mà nó lại viêm xoang hay sốt. Vậy rồi cứ để cho nó ngủ. Còn thì mẹ dạy mẹ nấu cơm, mẹ giặt đồ, mẹ làm hết. Tại vì cưới về là con ốm nguyên một tuần luôn. Cháu nó về 6 tháng. Vậy là mẹ chồng chăm con dâu làm sao mà lên 9 kg. Trời ơi. Ai cũng bảo là mẹ chồng làm sao mà mát tay thế. Hay quá vậy ta. Con ở với mẹ con hoài mà con có lên ký. Bữa nào Lộc qua ở với cô về 6 tháng. Đang ốm quá nè. Dạ. Bởi vì trong bụng bảo dạ là con bé này, con dâu mình như này, là nó mà mập lên là nó đẹp gái lắm. Chắc ăn tô tô. Mỗi lần một chén như thế này mà cái chén của mẹ con không vơi đâu. Đầy ụ như này. Thế ăn từ 45 kg mà lên đến 54 kg. Vậy giờ nuôi nó thêm 6 tháng đi cho nó lên 9 cân nữa đi. Không, bây giờ mong muốn là bây giờ là con dâu giảm cân chuẩn. Giảm cân để như ngày người mẫu cho mẹ. Thì hai mẹ con mình còn hợp nhau điểm gì nữa không cô? Hai mẹ con còn hợp nhau là thế mà có đi sinh nhật hay là đi dự tiệc thì con dâu cũng bảo mẹ ơi đưa con quét vôi quét ve cho nó đẹp. Trang điểm. Trang điểm mà nó kêu quét vôi. Thì quét vôi quét ve cho mẹ tí. Thì hai mẹ con làm hài vậy thôi. Vậy thế là sơn móng chân móng tay rồi duỗi tóc cho mẹ rồi là nói chung là đồ quần áo là con lựa chọn nó mua cho hết. Giỏi quá. Bông tay đây con dâu cũng kỷ niệm cho mẹ. Con dâu mua hết luôn. Nhưng mà tiền của ai? Tiền của mẹ. Cũng được. Có con hơn không? Nhiều khi có khi mẹ chồng đưa tiền mà con dâu còn không đi mua nó xài nó không. Sao tự nhiên thấy tiền của mẹ cái mẹ chùng xuống. Xài thoải mái đi con. Mẹ cứ có nhiều đưa nhiều mua thoải mái. Những cái điều gì mà mình chưa hợp nhau. Con dâu nó về sống thì đôi khi nó cũng có nóng tính. Thì chồng thì áp lực về công việc. Vậy thì mẹ mới bảo con là con ơi,
chồng con có nóng tính thì con nhẫn nhịn đi một tí. Có bao giờ nó vì một cái chuyện gì đó mình buồn cha chồng mẹ chồng không? Dạ, cũng có một lần thôi. Ví dụ? Lần tại vì lúc đó hai vợ chồng còn rất là trẻ, mới có 21 tuổi à. Thế là cưới xong 6 tháng là hai vợ chồng tách luôn ra riêng. Con lúc đấy thì công việc kinh doanh thì nó lại không được thuận lợi cho lắm. Nó phải chuyển nhà rất là nhiều, chuyển cái chỗ bán á. Thì có một lần chuyển thì mẹ có hỏi là bữa nay con bán được không? Thế nói là con cũng bán được, nhưng mà tại vì chuyển cửa hàng kinh doanh mới thì cái khách cũ của mình ấy thì nó không còn nữa. Bắt đầu lại phải bắt đầu lại từ đầu với khách mới. Thì mẹ lại không hiểu, thì mẹ cứ nghĩ là cửa hàng mẹ để tụi con mà sao mà lại mất hết khách. Thế một tuần sau mẹ mới điện, mẹ nói chứ mẹ lo cho các con mà sao lại mất hết khách như thế. Nói vậy mẹ buồn lắm. Lúc đấy con nói ý của con thì mẹ lại không hiểu, thế con khóc quá trời. Dạ, ông xã con điện bảo mẹ thì vợ con nó nói như thế, chứ đâu có phải là ý là mất hết khách đâu, mà chỉ là cái khách mặt tiền á là chuyển một nơi làm ăn khác thì lại sẽ có một khách khác. Sống hai thế hệ thì bây giờ mình mở thêm cửa hàng gạo nữa là cho các con sống tự do thoải mái, với các cháu buôn bán là phát triển kinh tế vững mạnh hơn. Này đúng này, cái quan điểm cách sống của tôi ý, thì là dâu như gái, thì bây giờ các con là trẻ người non dạ nên tôi cũng còn phải chỉ bảo còn rất nhiều. Còn ở chung nhà cái chuyện chăm sóc con cái thì sao? Con thì 6 năm mới có em bé. Do áp lực công việc hay? Không, cháu nó đang ý là bây giờ là hai đứa nó về sống với nhau, hai con ấy nó về sống với nhau thì nó muộn con. Thì đôi khi thì mẹ chồng cứ bảo với con ơi, bây giờ thì đi cắt thuốc nam thuốc bắc để điều tiết để có bầu. Nhưng trong lòng mẹ thì rất buồn, xong mẹ bảo là xong lại động viên con là bây giờ thôi có con là số trời định, có phúc rồi có phần. Nên là hai con vui vẻ lắm, sang năm thứ bảy là cháu nó có bầu. 5 tháng mà em chưa có con thì có bị áp lực nhiều không? Dạ nhiều. Chỉ có áp lực xã hội thì cũng người quê thì cứ nói trời ơi cưới 7 năm rồi mà chưa thấy sanh con hay bị làm sao hay như thế nào. Có bao giờ nằm đêm mà khóc vì cái điều ôi, đó? Nhiều lắm ạ. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Lâu lâu bảo chứ chồng ơi, thôi hai anh đi lấy vợ khác đi. Tại vì con nghĩ không biết bao giờ mới có em bé, rất là khó. Thế anh chồng nói chứ em hâm à, sau này nếu mà không có em bé thì mình sinh con nuôi, chứ có gì đâu, anh không áp lực phần con cái đâu, em đừng có suy nghĩ. Nhưng mà thật sự rất là buồn, lúc đấy hai vợ chồng lấy nhau còn rất là trẻ thì cuộc sống nó cũng khó khăn nữa, hai vợ chồng cũng rất hay là cãi nhau. Con buồn quá con mang xe đi chạy vòng vòng vậy đó. Rồi buồn chuyện con cái nữa. Thôi không buồn rất là nhiều luôn. Con có nhớ cái giờ khắc mà con phát hiện là con có con không? Như thế nào? Hôm đó thì tự nhiên con người cảm thấy người thay đổi. Đi chơi với con em ở công viên á, đi chị đi vào đây trượt bentin. Xong con suy nghĩ mà không, người đã thay đổi lắm, lỡ trượt bentin có bầu cái sảy thai cái chết. Lúc đấy con giả bộ con nói con trêu nó thôi, tại con rất là hài hước. Là sao bảo? Thôi nhưng mà người chị khác quá. Thế thôi đi về mua que thử sao. Thử xong cái tay con run như này, cầm lên như này, Quỳnh ơi, Trang ơi, chị có bầu rồi, bây giờ làm sao, giờ làm sao. Tại vì hai ngày nữa là đến kỷ niệm 6 năm ngày cưới của vợ chồng con, nên bảo chứ hay là để hai ngày nữa chị nói với anh ấy, để làm cái món quà tặng anh ấy là kỷ niệm ngày cưới. Không nhưng mà thôi, chị chịu không nổi nữa rồi, giờ làm sao. Run, con run mà con run bắn này. Thế là hai anh em bảo chị bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh đi, cứ làm sao. Thôi bây giờ cứ nói cho anh nghe đi. Thế con bị bỏ vào trong cái phòng bì, con mang xuống lại ông xã. Anh cho anh nè. Cái gì đây? Bảo thì cứ đọc đi, mở ra không có cái gì hết. Thì cái que thử thai nó mới rớt xuống. Cầm que lên. Của ai đây? Cuốn Trang hả? Là cái con bé mà nó đang quay phim á. Nó bảo để em quay phim lại xem anh Trường như thế nào. Là con bé thuê phòng trọ cho con á. Của em á. Cái gì? Của em á. Xạo. Không hề tin luôn. Nhà em không ai tin luôn. Xạo. Bảo thật. Em có em bé rồi, em thử hết rồi. Sao anh không tin? Thật á? Và thật, em có bầu rồi. Anh mà chết cha rồi. Thôi, từ mai gạo thóc để anh bê hết nhá. Không được làm nặng cái gì. Còn mình tìm... cảm giác người phụ nữ khi mà có biết điều đó, họ thấy rất là thiêng liêng. Họ thấy rất là sung sướng. Đó là một cái món quà của Thượng Đế, của cuộc sống, của đời này dành cho họ. Và cái điều đó chúc mừng em nhé. Con hiền là thật ra. Rất là tuyệt vời. Sau khi cháu nó có con thì đúng là tôi rất là vui mừng. Hàng ngày hai cửa hàng gạo nhưng mà cứ phóng cái xe Honda xuống bán hàng rồi đi giao hàng cho con. Mẹ không cho bê nặng, không cho bê làm nặng nữa. Bạn ơi, cái đây để mẹ qua mẹ làm. Con tưởng tượng được giây phút đâu? Chưa. Bây giờ tưởng tượng đi, thí dụ như con có bầu đi rồi sao?
Không, vậy có bầu thiệt đi mới biết được chứ. Nhưng mà có bầu là mệt lắm á. Thì có một lần là cháu nó bảo mẹ ơi mẹ có thèm cái gì không, bảo mẹ thèm món canh chua cá lóc. Vậy thế bảo thì con đi mua con cá lóc về nấu canh chua cho mẹ ăn. Hồi đấy mới cưới. Mới cưới con mới về làm dâu. Bé này nấu ngon lắm, cũng hấp dẫn, bê ra cũng hấp dẫn. Vậy là để trên chốc bếp thì may nó cũng nguội rồi. Con dâu với bê ra sắp cơm cho bố mẹ chồng và mấy người làm phụ nó 5-6 người ăn. Quay quẩn làm sao cô dẫm ngay chân vào cái nồi canh chua cá lóc. Trời ơi, con dâu. Vậy là thế mẹ chồng bảo là hôm nay cho mẹ ăn canh chua cá lóc nhúng chân. Thế là con dâu thì cứ tái mét mặt bởi vì mới về làm dâu. Vậy xong mà mẹ chồng thì cứ ngồi cười, nhìn cái khuôn mặt con kiểu nó cứ... Cái nồi canh chua nó sôi nhúng cái chân mà không, có sao không? Không, chỉ nó cũng nguội rồi. Nó hơi nguội rồi. Nó nguội rồi hả? Ủa mà sao chị đi, sao chị nhúng được cái chân cho nó hay? Nhà em ngồi ăn thì ngồi tại vì nhà bán dạng nhà chặt lắm chứ không có bàn ăn. Thì cứ ngồi trải chiếu ngồi ăn giống như kiểu ngồi bắt đấy. Vừa đặt cái nồi ra em quay ra em quay bà em sao em run run em đạp cái băng sắt bay bèo đó. Nhưng mà cuối cùng ăn hết nồi canh không? Không, mày con đổ một ít, thế một ít mẹ đổ nước vào mình nấu tiếp. Không, con nghĩ cái món canh đó bữa đó rất đậm đà lắm mà. Đúng rồi, nó ăn đậm đà, không thấy mùi vị gì mà rất là ngon. Cái chân con là cũng mùi vị nó lạc thôi. Chứ một cái chân người đàn ông nào thì mùi nó đậm đà hơn. Có ai ăn góp ý gì không? Không góp ý gì, thấy ngon, cứ khen ngon hoài. Hai mẹ con cứ tủm tỉm nhìn cười. Mà đó, có biết mọi là... người không biết. Có biết, biết không? Không biết. Không biết, nó khen ngon. Nồi canh hấp dẫn lắm. Trời ơi. Chân cô ấy còn được, chừng chân cô này thì khác nha. Có mùi sơn. Bởi vì sơn bóng chân. Con trai cô á, chồng của con có gửi cho chương trình một bức thư. Anh ấy ngại xuất hiện trên truyền hình. Thành ra là chú sẽ đọc cho cả nhà nghe. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con cảm ơn mẹ đã sanh ra con, nuôi dưỡng con để con được như ngày hôm nay. Mẹ đã vất vả quá rồi mẹ. Bây giờ mẹ hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn thế mẹ nhé. Mẹ đừng có lo nghĩ gì cho tụi con nhiều quá. Chúng con hứa sẽ hạnh phúc và sống thật tốt để yên lòng bố mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm. Gửi đến vợ. 7 năm sinh sống với nhau, vui có, buồn có, cãi nhau cũng có. Được cái mình chưa đánh nhau lần nào. Cảm ơn vợ về tất cả những điều đó. Anh yêu vợ nhiều lắm đó nha. Tình cảm quá nhỉ. Dạ. Hả? Cô có muốn con dâu mình thay đổi và muốn con dâu mình làm điều gì hay không? Mẹ muốn con dâu là thay cách sống, là ý là chồng con nó có nóng, nó áp lực về công việc. Thì con nóng tính thì con nhẫn nhịn chồng con một tí. Lúc khác chồng con nó vui vẻ, con góp ý thì chồng con nó sửa đổi, à vợ mình biết cách sống. Còn con dâu? Con thì chỉ muốn mẹ bớt suy nghĩ lại. Rồi, bây giờ hai mẹ con ôm nhau cái đi. Đó, một cái món quà chương trình gửi tặng. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu mình á thì cô ấn tượng điều gì? Dạ, hồi đầu tiên á con biết lớn, con ham dâu lắm. Mới về mới nói giờ để đi kiếm vợ cho nó. Hỏi con có quen ai không? Thì thấy nó cũng có bạn bè rất là nhiều, cũng dẫn về nhà chơi vậy đó. Hỏi giờ con chịu đứa nào con chỉ mẹ đi, mẹ đi cưới. Nói hồi con không có cưới, bạn là con có cưới, mẹ cứ tìm đi, hãy mẹ chịu con chịu. Cái mới đi xuống nhỏ cháu, nó có quen với lại anh xui chị xui. Nó nói M8 để con chỉ M8 chỗ này nè, con thấy được cái lắm. M8 xuống dưới ngồi xui đi, con làm máy cho. Mà xuống vẻ nào nó cứ đi làm không, đâu có ở nhà đâu. Xuống gặp, lần đầu tiên xuống chỉ gặp anh xui chị xui thôi. Anh xui chị xui tiếp đón này kia nọ, anh mới nói bây giờ nếu mà anh chị có xuống thì bữa nào anh chị xuống ngày Chủ nhật á thì có cháu ở nhà. Cái bữa Chủ nhật mới rủ đi với bà nó với lại thằng trai mới dẫn xuống, rồi hai đứa cho nó gặp mặt. Mà lần đầu tiên ấn tượng gặp là thấy mình kết rồi. Đã kết anh xui chị xui rồi, thấy nhau kết luôn. Sao vậy cô, điểm nào mà cô kết dữ vậy? Đúng là thấy nó vui vẻ. Vui vẻ mà thấy mình vừa ý quá. Cứ mỗi lần Chủ nhật cái nhỏ nó đi xuống. Đi xuống rồi hai đứa nó mới gặp, rồi hỏi về sao con chịu không? Cái nó nói thì con cũng chịu nhưng mà sao thấy nó nhỏ con quá mẹ ơi. Không xứng với con. Cái nó thôi kệ con ơi, nhỏ nó lâu già. Mới nói chuyện với anh xui chị xui, giờ tôi cũng kết rồi, giờ anh chị hãy đồng ý lần này ta tiến tới. Mà anh xui chị xui rất là dễ. Giờ hãy vừa ý thì giờ anh chị xuống mình ngồi xui luôn đi, khỏi mang mối gì hết luôn. Dạ. Nhưng mà với chị thì lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Lúc đó là mẹ trắng lắm.
trắng mà trẻ nữa. Đi với ông xã em á, nhìn như là hai chị em vậy đó. Từ lúc gặp cho tới cưới thì bao lâu? Dạ đúng 75 ngày. 75 ngày luôn? Dạ. Nhưng mà từ lúc về làm dâu thì cô thấy con dâu này như thế nào? Trời ơi, cưng thấy mồ đi, tại vì cũng như mình ham hả? Kiểu như mình ham dâu mà cưới về là thương thấy mồ luôn, đâu có gì đâu mà mình để mình phiền, mình buồn. Rồi những ngày đầu về làm dâu mình có gặp khó khăn gì không chị? Ngày đầu về làm dâu á, thì sáng ăn sáng thì tự ai nấy ăn. Mẹ thì đi bán sớm, em thì ở nhà chăm sóc mấy con heo, lúc đó mẹ nuôi heo nhiều lắm. Dạ. Ngày thứ tư á, ông xã ảnh đi không có nhà. Em cũng bắt chước ảnh đi vô chuồng tắm mấy con heo mà không biết lấy bàn chải vô chà mấy con ở đằng trước á. Cái mấy con ở đằng sau không biết, lạ hơi sao không biết, nó cạp cạp ủi cái mông vậy đó. Quán hồn nhảy ra chuồng, cái dướng cái quần vô cái cửa đó, tát cái quần. Trời ơi. Bây giờ cái quần đó em vẫn để chung với đồ cưới của mẹ sắm cho. Để làm kỷ niệm ha. Mày á, chồng mà về tự nhiên thấy mặc quần rách hết sao vậy? Ai làm rách cái quần vậy? Tại con heo. Hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì chị? Nghĩ chắc là hợp nhau đi chợ. Ví dụ như đang làm mà suy nghĩ đang thèm món canh chua vậy đó, cái định chiều về sớm đặng nấu, mà về bữa đó tăng ca cái về cái tối mẹ nấu rồi, cũng như là không có nói trước mẹ. Nói chung là mình suy nghĩ cái món gì đó là một hai bữa sau là có ăn. Tức là giác quan thứ sáu của mẹ với em gần dạ. như nhau á. Còn việc ăn mặc hay là việc chăm sóc con cái thì hai mẹ con mình có hợp không? Ăn mặc thì thấy cũng hợp. Hồi lúc mới về thì mẹ hay sắm đồ cho, rồi mua kem cho sức nữa. Chăm sóc từng ly tí luôn. Dạ. Hồi đó thì cũng như mình đi mình thấy cái gì đẹp đẹp mình hay mua cho dâu cái đó. Dâu con đứa nào cũng đều có hết á. Hai đứa con gái, dù 20 con gái thì dâu cũng phải có, phải đều hết. Cưới về thì bao lâu có con? Dạ khoảng 6 năm mới có con. Lúc đó là do ảnh đi khám thì nói là do ảnh. Rồi ai cũng bày đi đâu kiếm thuốc để uống, mẹ cũng dẫn anh đi uống hết chưa. Gần 6 năm của con áp lực lắm rồi nha. Dạ 6 năm đó đi ngang mẹ không dám thở. Trời ơi. Sao vậy? Không biết nữa. Sợ mà mẹ hả? Dạ tới năm thứ 7 sanh con rồi á, cũng như sanh ra rồi cái mình dạy con rồi cái nói chuyện với con đó, cái lúc đó mới thấy cảm thấy dễ thở. Rồi khi mà sinh em bé ra rồi, hai mẹ con mình có phối hợp với nhau chăm sóc em bé cho nó chu đáo không? Lúc đó sinh ra thì đứa đầu thì ở bệnh viện rồi mẹ cũng chăm sóc. Lúc mà sinh xong rồi đó thì về bên má ruột, má mẹ ở đây có kêu về đừng mẹ chăm sóc cho. Má nói như thôi đứa đầu để tôi nuôi. Rồi tới đứa thứ hai á thì mẹ rước về đến đây nuôi. Mà lúc đó đó, mẹ cái giò của mẹ thì bị suy giảm tĩnh mạch á, mọi công việc á đều do mẹ quán xuyến hết. Nhớ có lần á là mẹ cho em ăn uống xong rồi đó, cái bắt đầu mẹ kêu nằm than á, cái em mới trốn than đi, em mới đi ra ngoài em nằm. Nằm thì em thấy mẹ từ cái bậc thềm trên nhà đó, mẹ bưng cái nồi xong cho em. Mẹ mới bưng nồi xong mà thấy cái giò của mẹ đi cà lết vậy đó. Cái tự nhiên không biết sao mà nước mắt em rớt hoài. Cái em mới suy nghĩ là cũng như là thấy mẹ như vậy chăm sóc cho mình á, rồi mình ráng suy nghĩ là mình để trong cái trí nhớ của mình, để sau này á mẹ có già thì để mình lấy ra mình sử dụng với mẹ. Hay quá. Hay nè. Bây giờ thì có điểm gì ở chị mà cô chưa hài lòng nữa không? Đúng ra thì cô không hài lòng á, nhiều khi có hai đứa nó, thằng chồng thì hay nhậu về, cái hai đứa cái nó lục đục, nó nóng á, nó cãi nhau. Rồi cái nhiều khi thằng kia nó nói không nghe, cái nó mét cũng để trong bụng đó, khi nó đi nó không có nhà cái kêu thằng này mới nói sao con vậy. Mà nói chung cái thằng con nó cũng nói rầy ra, nó cũng lùm thinh nữa, cũng không trả lời nào đúng nào sai vậy trơn á, mà cũng đâu biết nào đúng nào sai đâu. Tự thấy tụi nó buồn mình cũng buồn. Dạ. Thế chuyện chăm sóc con cái cô có buồn con dâu không? Trời ơi, nói như chăm sóc thì coi như thì nó là chăm sóc con nó cũng kỹ lắm. Nhưng mà có cái nó kỷ luật lắm. Kỷ luật là sao cô? Thế mà trả lời mà hơi mà không có được ngọt ngào một cái là nó bắt nhỏ phạt. Nó bắt nhỏ vô buồn, bắt phanh tay, bắt đứng cho buồn không. Vậy đó mình thấy mình sốt ruột. Buồn để bụng thôi chứ nhiều khi con nó mà nó dạy chứ mình đâu có dám nói. Nói nhiều khi nó đổi thừa nó tại mẹ. Mẹ cưng nó quá cho nên nó mới vậy. Giờ mới nói đúng không? Giờ nói xong về có đánh con, có bắt phạt con nữa không? Dạ không, có một lần nữa đó. Chắc là lúc đó chắc mẹ buồn à, đang thay đồ cho nó mà thằng trai với Út nó dành coi tivi. Út thì coi ca nhạc, còn nó thì coi hoạt hình. Cái đang thay đồ đưa cái mông trắng nõn ra hàng vỗ một cái vô cái mông, năm ngón tay ịnh vô luôn. Cái bà nội không có nói gì đó,
Cái đợi em xã về, cái bà nội nói với em xã, cái tối anh vô phòng anh nói, mẹ nói em khùng hay sao á, mà tự nhiên quýnh nhỏ thấy đứt ruột đứt gan luôn vậy đó. Từ đó thì sao con không có dạy nó trước mặt mẹ nữa, đem vô phòng dạy. Nói chung là hai mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay cũng ít có vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Cứ như thế chúng ta sống hòa mình với nhau thì mình nghĩ rằng hạnh phúc nó sẽ luôn luôn đông đầy trong mỗi gia đình ha. Rồi, đó là những cái chia sẻ mà anh nghĩ rằng là chúng ta cần nâng niu và phát huy nó. Những cái giá trị hạnh phúc nó sẽ đông đầy trong mỗi câu chữ đó. Hôm nay thì em có mong muốn điều gì ở mẹ em không? Mong muốn ở mẹ là mẹ làm công chuyện suốt à. Sáng ngày là 3 giờ rưỡi là mẹ dậy rồi, làm quần quật không có nghỉ trưa luôn đó. Con mong mẹ là phải có một giấc nghỉ trưa. Dạ chị vậy thôi. Còn cô có mong muốn điều gì ở chị không? Cũng mong muốn cho con nhiều lắm chứ. Mong cho nó sống với nhau hạnh phúc, vui vẻ. Rồi con cái trong gia đình im ấm hết là mình thấy mình vui cái tuổi già mình rồi. Nhưng mà niềm hạnh phúc nhất là có hai đứa cháu nội là an ủi bà nội dữ dằn luôn. Đến giờ nó sợ rồi. Giờ cũng dần thuốc luôn. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Vậy là khỏe rồi ha. Thôi hai mẹ con ôm chặt nhau nào, hai mẹ con là dễ thương quá. Rồi, hôn mẹ cái nào hả? Hứa với mẹ điều gì đi. Dạ, con cũng hứa với mẹ là sau này con dạy cháu thì phải nhỏ nhẹ chút xíu, không có quýnh nó nữa. Có một lần cô chứng kiến, cô thì mua hai căn nhà cái bên này, cô ở bên thằng con trai Úc. Tối cô nghe cái rầm 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 ở bệnh vậy, mở cửa bên này chạy qua hỏi sao vậy. Rồi hai vợ chồng cãi, cái cô này thì dừng bỏ nhà đi. Cái thằng em trai á, thằng con trai Úc á, nó nói chị ơi chị ở nhà đi, chị đi làm chi, tối rồi đi khuya. Cái cô nói như thế này nè, con nói với con á, con có hai đứa con rồi, con bỏ như vậy thì con không tội, sao mà con đi như vậy khuya rồi. Giận gì giận cũng phải ở nhà, chứ không nên đi bỏ nhà đâu con. Dạ bữa đó đi ra khách sạn ngủ. Cái sáng mai cái bắt đầu chỉ là mò về. Cái cô tưởng đâu đi tiếp nữa. Cái cô nói vậy nè, con ơi đừng đi nữa nha con. Hai đứa nhỏ tụi nó khóc dữ lắm á, đi bỏ nhà đi là không nên đâu con. Cái về con cũng la con làm như vậy là không có được. Bữa đó em đang bệnh, em đang tức ơi là tức luôn. Về đi làm mệt mỏi rồi, hai đứa con không ai phụ chăm sóc. Chồng thì đi nhậu, nhậu nguyên tuần, ngày nào cũng 10 giờ, 11 giờ về. Điên lên, ổng vừa mở cửa ra, sắc, chửi ổng quá trời chửi. Xong đập cửa, đập hai cái điện thoại luôn, tại vì em cũng nóng tính. Là vậy, giờ tôi đi, cho ông muốn nhậu gì, ông nhậu. Cái mai em về nói, hồi tối anh gắn cửa tới 2 giờ sáng mới xong, em đạp cái cửa nó bể hết trơn luôn. Xin chào Việt Linh, xin chào Lê Lộc và chào khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngành. Năm nay 64 tuổi. Trước đó thì đi làm, sau này về hưu ở nhà chăn cháu nội thôi. Nhà ở đâu cô? Hóc Môn, mua nhà 2 căn cho mỗi đứa con mỗi căn. Dạ xin mời chị. Dạ xin chào MC Quỳnh Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Chào quý khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Nguyên. Hiện tại thì em 31 tuổi, đang làm nhân viên kế toán, làm dâu của mẹ được gần 6 năm. Chị được hai bé, bé đầu thì 5 tuổi, còn bé sau 3 tuổi. Lần đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình á, thì cô cả có ấn tượng điều gì với cô gái không? Con trai dắt về, cô nói trời ơi sao em lùn quá vậy. Cái con trai nói mẹ ơi lùn mà dễ thương. Lùn nhưng mà phụ tùng của Nhật. Cắt cao phụ tùng cà lao. Cái cô nói thôi nếu mà con chịu thì mẹ cũng chịu. Tại vì con mình ở chứ đâu phải mình ở đâu. Cái cô hỏi gì nè, con ơi bé đó bao nhiêu tuổi vậy con? Cái cậu trai nói là mẹ ơi, con này giống như ba với mẹ vậy đó. Cổ nhỏ hơn con tới 10 tuổi. Cái cô nói gì nè, nếu mà vậy thì cũng hạp đó. Vậy là hạp luôn á đúng không? Nhưng mà cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Có ấn tượng gì đâu, ông chồng ơi, về nhà anh đi. Mẹ anh đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm luôn á. Vô nhà, chào bác. Đi tham quan nhà đi con, xong nằm xuống. Trời ơi, lúc mà mẹ em mập á, cái bụng chà bá lửa luôn, nằm dơ cái bụng ra vậy. Nó, ủa vậy là đẹp á hả? Rồi lúc đó em có nói với mẹ về vậy không? Không nói vậy sao cho cưới được. Cũng biết ha, không nói trời ơi vậy mà nói mẹ đẹp lắm. Mày chồng không mét với mẹ đó. Vậy sau này lúc mà có mét cái vụ đó không cô? Không, giờ mới biết á hả? Giờ mới biết ra thôi. Mai bắt đầu mới duyên. Chồng nói hai mẹ con lên nói truyền hình đó nha, nói cẩn thận sao về tôi đội quần đi. Khi mà cô dâu về làm dâu á, mẹ chồng với nàng dâu không có gì hết. Thí dụ như nàng dâu á nấu ăn
không vừa ý, cô cũng không nói gì. Nói làm đi, cô chạy ra chợ, cô mua cái khác, cô nấu lại, cô ăn. Em cũng đâu biết đúng không? Không biết, để chồng cũng không bao giờ nói hết. Không thầm tự mà làm thôi. Nhưng mà vậy là mình đâu có hợp phải không cô? Nhiều khi đi cái cô không nói gì hết. Nên trước khi đi bước xe ra lên xe bắt đầu cô sửa lại cái nồi canh đó. Thế nó về nó đâu biết đâu, nó cũng vẫn ăn bình thường thôi. Vậy là sửa suốt 6 năm nay luôn đó hả? Sao cô không nói gì đâu, nhưng mà em nấu em mang lên công ty cho mọi người ăn, mọi người khen ngon. Ừ. Sao cô không góp ý con dâu để con dâu có thể nấu không tốt hơn cô? Nhiều khi á, là con dâu đi làm cái toán thì nó mệt mỏi cái đầu óc. Nếu mình góp ý nhiều quá thì nhiều khi nó băn khoăn, nó làm việc không có được. Cho nên cô rất là tế nhị như thế đó. Tâm lý quá hả? Mình cứ tưởng mình ngon. Đúng rồi. Người khác thấy không ngon nêm lại hoài. À cái này á, đôi khi nó cũng vui vui vậy thôi. Nhưng nếu một thời gian nó tích tụ trong người đó, thời điểm nào mà có chuyện gì nóng giận á, mà lôi từ đầu năm cho tới cuối năm, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, cái đó nó nặng lắm luôn á. Không, cô ý cô là không có lôi đâu. Không, cô hiện ý nghĩ cô như thế này. Cô nói nếu mà cô nói ra thì cô tội nghiệp cho con trai cô. Vợ chồng nó xích mích nhau cho nên cô thế. Vì cô im lặng. Trời ơi, thấy thương mà mẹ chồng quá nha. Rồi chiều về nó có giặt quần áo gì phụ gì không? Quần áo thì sáng cô nói con ơi đem đồ xuống bỏ với mấy giặt đi, mẹ giặt rồi mẹ phơi mẹ xếp. Sáng là lo loa rồi, giặt đồ nha. Em thì em thích cuối tuần mới giặt, mình đâu muốn giặt mỗi ngày đâu. Còn mẹ thì không có chịu như thế đó. Mỗi ngày mỗi giặt đi cho nó sạch quần áo, mà nó không có bị vi trùng mấy đứa nhỏ. Cho nên lúc nào cũng phải tôm tức như thế đó. Hai người hợp nhau ghê nha. Chị có nói với mẹ không? Chị đâu nói với mẹ đâu, mẹ nói giặt đồ đi thì chồng chị tự đem đồ xuống giặt thôi. Thật chị cái gì mà không hợp á là chị không có muốn đề cập tới, chị để cho chồng chị xử. Có bao giờ chồng nói sai ý chưa? Em có nghĩ điều đó không? Chắc không đâu, chồng em lúc nào ví dụ như là ông đứng giữa thì ông sẽ biết nói sao để vợ nó không giận mình, mẹ không buồn. Có bao giờ cô chứng kiến hai chồng cãi nhau đánh nhau ở nhà chưa? Có một lần cô chứng kiến, cô thì mua hai căn nhà kế bên này, cô ở bên thằng con trai út. Tối cô nghe cái rầm 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 ở bển vậy, mở cửa bên này chạy qua hỏi sao vậy. Là hai vợ chồng cãi, cái cô này thì dựng bỏ nhà đi. Cái thằng em trai á, thằng con trai út á, nó nói chị ơi chị ở nhà đi, chị đi làm chi tối rồi đi khuya. Cái cô nói như thế này nè, cô nói con có hai đứa con rồi, con bỏ như vậy thì con không tội, sao mà con đi như vậy khuya rồi. Giận gì giận cũng phải ở nhà, chứ không nên đi bỏ nhà đâu con. Đẹp bữa đó. Đi ra khách sạn ngủ. Cái sáng mai cái bắt đầu chỉ là mò về, cái cô tưởng đâu đi tiếp nữa. Cái cô nói vậy nè, con ơi đừng đi nữa nha con, hai đứa nhỏ tối nó khóc dữ lắm á. Đi bỏ nhà đi là không nên đâu con. Cái về cô cũng la con cơ, con làm như vậy là không có được. Bữa đó em đang bệnh, em đang tức ơi là tức luôn. Về đi làm mệt mỏi rồi, hai đứa con không ai phụ chăm sóc. Chồng thì đi nhậu, nhậu nguyên tuần, ngày nào cũng 10 giờ, 11 giờ về. Điên lên, ổng vừa mở cửa ra, sắc, chửi, ổng quá trời chửi. Xong đập cửa, đập hai cái điện thoại luôn. Tại vì em cũng nóng tính, ly dị. Giờ tôi đi, cho ông muốn nhậu gì, ông nhậu. Cái mai em về nói, hồi tối anh gắn cửa tới 2 giờ sáng mới xong. Em đạp cái cửa nó bể hết trơn luôn. Dữ quá, con dâu cũng dữ quá cô hả? 6 năm trời mới bị một lần vậy thôi. Em chịu hết nổi rồi thì em mới bùng phát thôi. Chà, thấy hai mẹ con cũng có nhiều điểm không hợp nhau. Nhưng mà mẹ chồng chịu đựng ha. Có cãi lộn với mẹ chồng lần nào chưa? Dạ chưa, nên đó là bí quyết của em là không có cãi nhau. Ví dụ như hồi xưa thì cũng có nói chuyện đó. Thí dụ như nấu này kia thì mình cũng chỉ nó. Rồi sau này nó có hai đứa con rồi á, nó bận rộn quá đi. Nếu mà cảm thấy con dâu làm không được thì thôi mẹ chồng làm hết. Em về là hai đứa kia là nó rần rần rồi, không có thời gian mà để lo cho bản thân mình nữa. Hồi xưa chưa có con á thì em hay quan tâm mẹ, hay chở ở cuối tuần. Hai con thôi mình đi làm đẹp đi, bỏ chồng bỏ con ở nhà luôn đi. Giờ hơi thời gian nó hơi bị hiếm, với lại dành cho con hết rồi á. Mấy năm nay rồi? Bé nhỏ 3 tuổi là 3 năm rồi đó. Tại vì biết sao không, mẹ chồng á, là thí dụ như một tuần lễ là cứ lo mặt tất mặt tối trong nhà. Rồi thứ bảy mẹ chồng mới đi chơi nhà bạn. Cho nên không có tâm sự gì được với con dâu đâu, nhiều đâu. Hai mẹ con có điểm không hợp nữa là mới sáng sớm mở mắt ra là bà nội lấy đá trong tủ lạnh á, cho con bé ăn đá. Sáng sớm nó còn say ke, thôi cho nó ăn miếng cục nhỏ đi rồi nó tỉnh, nó đi học, nó không có khóc. Cho nó ổn định tinh thần buổi sáng. Ủa nhưng mà thiếu gì cách dụ mà sao lại cô lại dụ ăn đá? Nó không chịu cái khác, nó chỉ có mê đá. Bé chị nó chỉ thích ăn đá thôi, ăn đá em bỏ vô cái chén, em đưa cái muỗng nó múc nó ăn, nó nhai rào rào rào. Trời ơi. Nãy giờ nghe câu chuyện này thì thấy được rằng là giữa mẹ chồng nàng dâu này có một khoảng cách, thật sự có một khoảng cách.
thì 3 năm rồi ít quan tâm mẹ chồng, mà mẹ chồng cũng quên luôn, tức là mẹ chồng có nhiều cái mối quan hệ khác gần nhau mà không nói chuyện với nhau, không quan tâm với nhau thì nó lại càng xa hơn nữa. Mình có tính tới điều đó không? Không, con không có tính cái tình trạng xa xôi như vậy. Con nghĩ là con còn sống trên đời này của nào thì cô cũng đối xử với con như thế đó vậy đó. Nên em nghĩ là sau này á, bé em lớn á, thì em sẽ dành thời gian lại cho mẹ nhiều hơn như lúc trước. Chắc cũng còn 15, 20 năm nữa nó mới lớn đúng không? Ta về chúng ta suy nghĩ lại xem cái mối quan hệ đó chúng ta cần bổ sung cái gì, cần thêm mắm thêm muối thế nào, chứ không thì nó sẽ lạc lắm đó ha. Anh nghĩ như thế, chồng của em như thế nào, có biết cái điều đó không? Ông cũng nói là thấy hai mẹ con cũng hợp nhau mà đâu cãi lộn đâu, anh thấy vậy là được rồi. Hôm nay thì chồng em cũng không có xuất hiện tivi, cũng có gửi lá thư này nữa. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trong suốt thời gian chung sống nay đã được 6 năm, anh thấy mẹ và vợ rất hợp với nhau nên không bao giờ thấy hai người cãi vã. Đó là điều hạnh phúc với một người chồng như anh. Anh muốn rằng tình cảm của hai người cứ mãi như vậy nhé. Chắc là chồng chưa nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thông qua chương trình, anh gửi lời cảm ơn mẹ và vợ đã chăm sóc tốt cho gia đình này. Riêng anh xin hứa với vợ sẽ quan tâm và cố gắng ga lăng với vợ. Dạ, để vợ không có buồn. Ông không có ga lăng gì hết trơn á. Mà nghe mẹ nói là hồi xưa ba mẹ hơn tao 10 tuổi, ba mẹ ga lăng dữ lắm. Cuối tuần là chở tao đi ăn, rồi sinh nhật hay là Noel gì cũng mua bánh kem cho tao nữa. Mà từ lúc em lấy ổng tới giờ em chưa biết cây bông là gì hết. Sinh nhật vợ cũng không nhớ luôn. Không lãng mạn dữ đó. Anh hứa sẽ quan tâm ga lăng với vợ nhiều hơn nữa, sẽ tặng cho vợ một cây bông nhân ngày sinh nhật. Chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, chúc vợ thật trẻ đẹp. Trịnh Minh Hùng. Hôm nay chị thấy ảnh viết như vậy thì chị có mong muốn điều gì và có điều gì nhắn nhủ với ảnh không? Thì muốn nhắn với ảnh là lãng mạn chút xíu đi, dù sao mình cũng nhỏ hơn ảnh 10 tuổi mà không biết cưng chiều dễ trơn á, mà vợ thì thích lãng mạn. Lại mong muốn là tụi con cũng có gia đình rồi thì thấy mẹ cũng một mình thui thủi á, giờ có bạn trai nên để chiều đây về con nói chuyện với tình yêu của mẹ á, nếu được thì con gả luôn cho mẹ có bạn có bè. Trời ơi, để mà tâm sự. Ông xã chết từ hồi lúc năm 2000, năm nay là 18 năm rồi, cho nên nói mẹ sao ở vậy hoài vậy. Gả mẹ chồng luôn ha. Gả mẹ chồng luôn á. Hay vậy ta. Cũng được á. Sống như thế 18 năm rồi không có ông xã cạnh bên, nói vậy thôi, cười vậy thôi, đôi lúc cô đơn lắm. Anh nghĩ rằng là em phải cần quan tâm nhiều hơn nữa. Yeah. Chứ em đừng nghĩ là thôi gả bà đi luôn cho rồi để khỏi lo nữa ha. Nhưng mà bên cạnh đó là cũng mong muốn là mẹ chồng cũng chia sẻ với chị chút xíu, hai mẹ con mình nói chuyện với nhau nhiều hơn để chị không cảm thấy ngại mà phải nói qua anh chồng nữa. Con dâu đi làm tới 6 giờ tối, gần 7 giờ mới về tới nhà. Rồi cái về cái hai đứa con nó theo, mẹ ơi tắm đi, mẹ ơi tắm ăn con đói quá. Mẹ nó đút rồi con phim, mê phim Đài Loan. Phim Đài Loan gì mà nó dài 80 năm chưa hết phim nữa mà ngày nào cũng coi. Thời gian đó mình chơi với cháu rồi đi, mình ăn uống, mình tắm rửa rồi đi. Coi cái phim tới tối luôn, hết phim mới đi tắm. Tại vì có người đẹp nhiều, bà nội thì phái người đẹp. Cái nào đẹp mà nội coi, còn dù dài cách mấy bà nội cũng coi nữa. Có coi Mẹ Chồng Nàng Dâu hơn nhiều không? Có. Có hai người cũng đẹp lắm. Có. Coi, có coi Huyền Linh nấu ăn luôn. Đó thấy chưa? Đó, nấu ăn là phải nêm một chút yêu thương, một chút lãng mạn, một chút hài hước. Và người đối diện, mình hỏi họ xem có cảm nhận được yêu thương và hài hước, một chút tình cảm trong đó hay không. Chứ đừng có nói mình nêm xong rồi kệ người ta ăn sao ăn. Yeah. Rồi cảm ơn. Cái chương trình đó lúc nào cũng coi đó. Cảm ơn hai fan ruột của Quyền Linh nha. Cô muốn con dâu cô lúc nào cũng giữ trẻ đẹp, nhiều sức khỏe. Em cũng muốn mẹ nhiều sức khỏe. Mẹ thấy cái gì vui thì mẹ cứ làm, chứ mẹ cũng đừng có ở nhà với cháu hoài, cũng chán, cũng buồn. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình ha. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.